Huyết áp là gì? Và sơ xin chào bà con. Huyết áp là áp lực tác động lên thành động mạch để đưa máu nuôi dưỡng các mô của cơ thể. Huyết áp được tạo ra cho lực co bóp của tim và sức cản của thành động mạch. Đối với người bình thường thì huyết áp sẽ cao vào ban ngày và thấp vào ban đêm. Khi mà mình làm việc, lao động thể lực hoặc là suy nghĩ hay là căng thẳng thần kinh thì huyết áp mình sẽ tăng cao. Và khi mình nghỉ ngơi, thư giãn thì huyết áp mình lại giảm xuống. Khi mà mình ngủ sâu đó, ví dụ giống như tầm 1 đến 3 giờ sáng thì huyết áp mình thường là thấp nhất, và khi ban ngày là cao nhất là lúc 1 đến 3 giờ trưa. Khi mà nhiệt độ lạnh thì mạch mình sẽ bị co lại, và khi mình uống một số thuốc mà co mạch nè, tác động trực tiếp lên sự co bóp của tim, hoặc là khi mình ăn mặn thì huyết áp mình sẽ tăng cao. Còn khi mà nhiệt độ nóng, cơ thể mình ra nhiều mồ hôi, mình mất nước, tiêu chảy hoặc là dùng thuốc giãn mạch thì huyết áp mình sẽ bị hạ xuống. Một người bình thường thì huyết áp nó cũng khá là ổn định. Còn đối với người có triệu chứng huyết áp thấp hoặc triệu chứng huyết áp cao, thường thì huyết áp mình nó thay đổi rất là nguy hiểm, nên là chúng ta càng phải theo dõi rất là kỹ để có thể điều chỉnh chế độ ăn uống nè, nghỉ ngơi nè, và có thể sử dụng thuốc. Nên là bà con mình nhớ kiểm tra cho kỹ sức khỏe và theo dõi thường xuyên nha. Bà con mình có thể xem thêm các video về cách lựa chọn thiết bị y tế và cách sử dụng thiết bị y tế tại nhà để mình có thể theo dõi. Tại hiện tại á, thì cái bệnh cao huyết áp nó càng trẻ quá. Đối với người trưởng thành ở Việt Nam thì khoảng 4 người, 5 người là sẽ có một người bị bệnh cao huyết áp. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe nha. Theo dõi kênh Sức Khỏe 60 Giây để có nhiều thông tin cho bà con.